Xin kính chào quý vị và các bạn. Một đợt không khí lạnh mạnh xuống sẽ tác động đến thời tiết của khu vực Trung Bộ từ ngày hôm nay. Các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế trưa chiều sẽ chuyển mưa bất chợt với nền nhiệt dao động trong khoảng từ 24 đến 27 độ. Đà Nẵng cũng sẽ có mưa về trưa và chiều với mức nhiệt 27 độ, còn tại Quy Nhơn, Nha Trang và Phan Thiết vẫn có nắng, nhiệt độ từ 29 đến 31 độ ở Đà Nẵng cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ đợt không khí lạnh lần này. Từ hôm nay trời sẽ có mưa bất chợt, sang ngày thứ ba và ngày thứ tư thì mưa sẽ nặng hạt hơn và có thể có rông. Thời tiết không mấy thuận lợi cho các kế hoạch du lịch dịp này. Nhiệt độ cũng có xu hướng giảm nhẹ, mỗi ngày một độ, từ 27 độ xuống còn 25 độ vào ngày thứ tư ở sâu dưới Nam Trung Bộ như thành phố Phan Thiết gần như sẽ không bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh. Cả hôm nay và hai ngày tới đều là trạng thái nắng giáo cả ngày, nhiệt độ các ngày khá ổn định, cao nhất sẽ là 31 độ, còn thấp nhất về đêm sẽ là 24-25 đến 25 độ. Thời tiết nhìn chung mát mẻ, dễ chịu, thuận lợi cho các kế hoạch vui chơi, nghỉ dưỡng quanh các bãi biển nổi tiếng ở nơi đây. Đối với khu vực Tây Nguyên, thời tiết cũng ít có sự thay đổi. Hôm nay vẫn tiếp tục là nắng nhiều trong ngày, với nhiệt độ cao nhất tại Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Giang Nghĩa là từ 29 cho đến 31 độ, riêng Đà Lạt 26 độ. Ngoài Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc cũng là một điểm đến thu hút khách du lịch của tỉnh Lâm Đồng. Thời tiết từ nay cho đến ngày thứ tư chủ đạo là nắng giáo, không khí lại rất mát mẻ với mức nhiệt dao động trong khoảng 25 đến 27 độ. Lý tưởng cho các hoạt động khám phá các địa danh nổi tiếng ở đây như là đồi chè Tâm Châu, thác Đam Ri hay nhà thờ Bảo Lộc. Lưu ý về chiều tối các ngày có thể sẽ có mưa rông thoáng qua, nhiệt độ về đêm chỉ còn 19 cho đến 20 độ, trời chuyển rét cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin thời tiết mới nhất trong những bản tin thời sự tiếp theo